Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài 19 thì thầy đã quay xong cho em ở phần 1, phần 2, phần 3 tương ứng với 3 clip. Trong đó ở cái phần đặc biệt là bằng phần số 3, chúng ta đã nắm được cái công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn. Nếu như hệ số B là hệ số chẵn, ví dụ như là 2, 4, 6, 8, 10, 12 rồi đó, nghĩa là tóm lại chẵn nghĩa là gì? Nghĩa là chia hết cho 2. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm thu gọn delta phẩy, nghĩa là ở đây chúng ta phải tính hệ số b phẩy, khi đó delta phẩy sẽ bằng là b phẩy bình phương sẽ trừ cho ac. Còn nếu hệ số b nó không phải là hệ số chẵn thì chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm, đó chính là delta sẽ bằng là b bình phương trừ 4ac. Nhớ thầy như vậy nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở phần bài tập, ở trong đây nó gồm có 8 bài thì thầy sẽ quay cho em 2 clip, clip đầu tiên sẽ 4 bài và clip sau sẽ 4 bài. Ok, ta sẽ đi sang ở câu 6.8, nói chung là câu số 8 nha. Người ta yêu cầu các em là đưa các phương trình sau về dạng ax bình phương cộng x cộng c bằng 0. Nghĩa là người ta phải đưa được về cái dạng này và xác định các hệ số ABC của phương trình đó. Rồi bây giờ người ta làm câu A này. Ở đây chúng ta ở vế bên trái, vế bên trái này, phía bên đây người ta gọi là vế bên trái, thì chúng ta viết lại cho chưa làm gì hết. Thì ở vế bên phải này, chúng ta sẽ đưa cả cái này qua chuyển vế thì đổi dấu. Chúng ta đưa cả cái vế bên phải này qua vế bên trái để đổi dấu. Để làm gì? Để cái vế bên phải này xuất hiện số 0 này. Các em hiểu chưa nào? Để vế bên phải này xuất hiện số 0. Như vậy thì ở đây, ngay chỗ đây người ta không ghi nghĩa là dấu cộng. Ngay chỗ đây người ta không ghi nghĩa là dấu cộng thì người ta chuyển qua trở thành là dấu trừ x bình phương. Ở đây là dấu trừ thì người ta chuyển qua trở thành là dấu cộng. Thì vế bên này nó sẽ là số 0. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta đã tạo ra cái vế bên phải là số 0 rồi. Khi đó chúng ta sẽ nhóm này, chúng ta sẽ lấy là 3x bình phương trừ x bình phương thì ra được là 2x bình phương. Cái này chúng ta được học ở chương trình lớp 7 hay lớp 8 rồi, lớp 7 ha. Gọi là hai đơn thức đồng dạng, đúng không nào? Rồi, 2x cộng x trở thành là 3x trừ đây chấm 1 bằng 0. Như vậy hệ số A, B, C. Hệ số A chúng ta tương ứng là ở đây là 2. Hệ số B là 3. Hệ số C, cái dấu âm này là của nó luôn, như vậy hệ số C chúng ta là âm 1. Được chưa? Xong. Tiếp tục. Ta đi sang ở câu B. Câu B ở đây, đây chính là hằng thức, nó có dạng hằng thức là A cộng B tất cả bình phương. Khi đó chúng ta khai triển ra trở thành là A bình cộng 2AB cộng B bình. Nhớ thầy hằng thức mà chúng ta được học ở chương trình lớp 8 rồi đúng không nào? Như vậy người ta khai triển ra luôn trở thành là 2x bình, đúng không? Đó, cộng 2 nhân 2x nhân cho 1 cộng 1 bình phương. Chúng ta chuyển cái thằng này qua bên đây đổi dấu luôn, đồng thời cho thầy luôn nha. Trở thành là trừ x bình phương, đó, trừ 1 sẽ bằng 0. Đó, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là 2 bình phương là bằng 4x bình phương. 2 nhân 2 đây bằng 4x cộng 1 trừ x bình phương trừ 1 bằng 0. 4x bình phương trừ x bình phương thì bằng 3x bình phương. Ở đây 4x ghi lại tại vì nó không có thằng đồng dạng. Các em lấy 1 trừ 1 thì bằng 0. Như vậy thì phương trình ta viết lại trở thành như thế này. Như vậy thì khi đó chúng ta có hệ số A bằng, B bằng và C bằng. Như vậy đối với phương trình này nó khuyết cái gì em? Đó chính là nó khuyết cái hệ số tự do. Như vậy hệ số tự do chúng ta đó chính là C. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây hệ số A chúng ta là 3, hệ số B chúng ta là 4 và hệ số C chúng ta là 0. Ok chưa? Bài này thầy nghĩ rất là dễ, nếu chúng ta chỉ cần học thuộc hằng đẳng thức với lại là chuyển vế thì đổi dấu là ok. Sau đó chúng ta thu gọn là xong. Hiểu chưa nào? Rồi, được rồi chưa? Rồi, đây bài thầy giải sẵn, các em muốn ghi chép thì ghi nè. Chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo là câu số 9 nha em nha. Câu số 9. Hiểu không? Rồi. Câu số 9 người ta yêu cầu em là giải các phương trình sau. Như vậy ở đây này, cái dạng này đã chính là khuyết gì? Đây chính là khuyết C này.
Khước C thì chúng ta sử dụng cái công thức đó chính là A nhân B bằng 0 á, giải theo kiểu phương trình tích, nghĩa là chúng ta sẽ đặt x ra chung. Còn thằng này á, nó có dạng là nó đã có dạng là A bình bằng B này, các em hiểu không? Đó. Nhưng mà khi chúng ta mà không biết cái này nha, giả sử em không biết tới dần cái này, cái dạng này á, như vậy tới thời điểm bây giờ chúng ta có thể giải theo, ví dụ câu A này chúng ta có thể giải theo công thức nghiệm thu gọn, nghĩa là chúng ta có thể tính delta, sau đó chúng ta xem thử delta này lớn hơn không hay bằng không hay nhỏ hơn không, để chúng ta kết luận nó có hai nghiệm hay là một nghiệm kép hay là vô nghiệm, từ đó chúng ta tính nghiệm ra. Còn đối với cái bài câu B này, cái em không thích giải theo kiểu này thì chúng ta cũng có thể khai triển thằng này ra, sau đó chúng ta chuyển số 5 này qua bên đây, rồi chúng ta sẽ tiến hành tính delta. Đó, bất kỳ bài phương trình bậc hai nào chúng ta cũng đều tới thời điểm bây giờ, tại vì ở đây người ta nói là giải các phương trình xong chứ người ta không yêu cầu là giải theo phương pháp nào. Các em hiểu ý thầy nói không nào? Ví dụ nè, câu A này thầy giải em hai cách nha. Cách một nghĩa là thầy sẽ giải theo kiểu khước C thì thầy sẽ đặt x ra chung, bên trong còn lại nó sẽ là 2x cộng cho 1 phần 3 sẽ bằng 0. Thì chắc chắn là giáo viên sẽ giải theo cách này, đúng không? Nhưng mà x này sẽ bằng 0 và 2x cộng 1 phần 3 sẽ bằng 0. Nhưng mà từ đó chúng ta suy ra ở đây là x sẽ bằng 0. Mỗi phương trình sau khi chúng ta giải, chúng ta nên bấm máy tính để chúng ta kiểm tra lại xem thử là mình đã tính đúng hay sai nha. Như vậy 2x ở đây chúng ta chuyển âm 1 phần 3 qua, nên từ đây chúng ta suy ra ở đây x bằng 0. Và x này sẽ chúng ta lấy âm 1 phần 3 chia cho 2, âm 1 phần 3 chia 2 thì nó sẽ ra được là âm 1 phần 6. Ok, bây giờ thầy giải cách 2 này. Cách 2, hệ số A chúng ta bằng 2, hệ số B là 1 phần 3, hệ số C không có thì C này sẽ bằng 0. C bằng 0, hiểu chưa? Đối với cách 2 ấy, chúng ta sẽ tính delta. Như vậy hệ số A chúng ta đây là mấy? Là 2, B bằng 1 phần 3 và C bằng 0. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính delta nha. Chúng ta tính delta là sẽ bằng 1 phần 3 bình phương trừ 4 nhân A nhân C là 0. Như vậy bởi cái vế này bằng 0 này, như vậy kết quả chúng ta bằng 1 phần 9, cái này lớn hơn 0, chứng tỏ nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Như vậy x1 của chúng ta sẽ bằng là trừ B, trừ B nghe, trừ 1 phần 3, đúng không? Trừ ở đây cho dễ, thầy loại cộng trước đi, cộng căn bậc 2 của 1 phần 9 cũng chính là bằng 1 phần 3 đúng không? Chia 2A nhân ở đây 2 nhân cho 2. Nhưng mà kết quả ở đây là ra được là âm 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trên 4, thì trên tử bằng 0 chia cho 4 là bằng 0. X2 sẽ âm 1 phần 3, có đúng không nào? Âm 1 phần 3 trừ ở đây cho gì? Căn bậc 2 của 1 phần 9 trên cho 2 nhân 2. Như vậy ở đây nó ra được là âm 2 phần 3 trên cho 4. Âm 2, em lấy âm 2 phần 3 chia 4 thì kết quả nó sẽ bằng âm 1 phần 6. Nghĩa là ở câu A chúng ta có thể làm hai cách như thế này. Mà thầy nghĩ giáo viên môn toán của em trên trường sẽ dạy theo cách 1, thì ít khi mà dạy theo cách 2. Tại vì mục đích của đề bài này ra là để làm cho các em làm theo kiểu cách khước C, để bằng cách đặt x ra thừa số chung, hiểu chưa? Nhưng mà thầy Quang nói chung thì cũng ham kiến thức, nên cũng chỉ luôn cho các em hai cách luôn. Quá tuyệt vời, đúng chưa? Rồi. Các em làm cả chục cách đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ ra được một kết quả thôi nha. Rồi chúng ta xem câu B. Câu B thì ở đây nó, chúng ta đầu tiên mục đích của tác giả viết là chúng ta sẽ áp dụng công thức này này. Như vậy ở đây nó sẽ ra được là 3x cộng 2 bằng căn 2 của 5. Và ở đây là 3x cộng 2 sẽ bằng âm căn 2 của 5. Chúng ta giải cái thằng này ra thì chúng ta chuyển số 2 này qua bên đây đổi dấu. Như vậy đây ra được 3x trừ 2 cộng căn 2 của 5. Và x này sẽ bằng là 3x ở đây sẽ trừ 2 cộng là loại trừ căn 2 của 5. Đúng chưa? Giờ cái tay thầy phải lo nhìn cái quyển sách nó cứ nó cơi nghe. Như vậy ở đây để mà x thì chúng ta chia bên đây cho 3 và bên đây chia 3. Ở đây chia 3, đây chia 3. Như vậy từ đây chúng ta suy ra đây là x này sẽ bằng là âm 2 cộng căn 2 của 5 trên 3. Và x này sẽ bằng là âm 2 trừ 2 căn 2 của 5 trên 3. Vậy thôi. Rất là dễ. Còn đối với bài này, để mà giải theo phương pháp công thức nghiệm ạ. Đâu rồi?
công nghiệm thì chúng ta khai triển ra. Như vậy ta khai triển nhanh nha, cái thằng ra 9x bình phương này, cái lấy thằng này nhân hạ nhân lại và nhân với 2 là bằng 12x cộng cho 4 trừ đi cho 5 đi bằng 0. Như vậy ra cái phương trình là 9x bình cộng 12x trừ cho 1 bằng 0, và chúng ta cũng sẽ giải ra và nó cũng sẽ ra được kinh nghiệm này. Nếu bạn nào không thích làm theo kiểu này mà làm theo kiểu khai triển và tìm delta thì chúng ta sẽ có phương trình này này. Khi đó cái hệ số như vậy, cái thằng này chúng ta đi làm công thức nghiệm thu gọn như vậy, b phẩy chúng ta sẽ bằng là 6. Như vậy hệ số a chúng ta là 9, hệ số b phẩy chúng ta là 6 và hệ số c chúng ta là âm 1 nha. Vậy đó, em hiểu chưa nào? Quá tuyệt vời ha. Rồi, đây cho các em xem cái bài. Rồi câu A, em nhìn nè, nhìn câu A trước nè. Khi làm cái dạng này thì chúng ta phải có câu kết luận vài phương trình có nghiệm kép, hay là có hai nghiệm, hay là phương trình có vô nghiệm, chúng ta phải có câu kết luận em nha. Rồi ở câu B này, mục đích của tác giả là đưa ra để chúng ta làm theo cái phương dạng này nha. Chứ còn các em không thích thì tới thời điểm bây giờ chúng ta vẫn tính theo công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn vẫn được, vẫn ra. Tất cả chỗ đây đều là hoặc hết nha, chứ không phải là và nha. Hoặc cái này hoặc cái kia. Ok, ta đi sang là bài số 10. Ta đi sang câu 6.10 em. Người ta yêu cầu em là không cần giải phương trình, nghĩa là người ta không cần phải giải ra cái nghiệm của nó là bằng bao nhiêu ha. Hãy xác định hệ số ABC, tính biệt thức delta, rồi từ đó chúng ta xác định được cái số nghiệm của một phương trình sau. Nghĩa là khi đó chúng ta sẽ có các trường hợp là ví dụ như delta lớn hơn 0 thì nó sẽ có hai nghiệm, còn nếu delta mà bằng 0 thì sẽ có một nghiệm kép, có đúng nào? Còn nếu mà delta nhỏ hơn 0 thì nó sẽ là vô nghiệm. Kim nhớ thầy ba trường hợp này để chúng ta đi kết luận. Như vậy bây giờ chúng ta phải đi tính, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ xác định hệ số ABC. Ví dụ ở câu A đây, hệ số A chúng ta là bằng 11, hệ số B là bằng 13, hệ số C là bằng âm 1. Các em thấy ở đây hệ số A và hệ số C là trái dấu, thì chúng ta đã biết rồi, nếu mà A với C trái dấu chắc chắn cái bài này sẽ có hai nghiệm phân biệt. Nhưng mà để kết luận cho chính xác thì chúng ta nên tính biệt thức delta ra. Như vậy delta thì bằng B bình phương trừ 4AC. Như vậy chúng ta thế vô, như vậy ở đây là bằng 13 bình phương này trừ cho 4 nhân A nhân C. C đây là âm 1, chúng ta mở đóng mở ngoặc ra, ta bằng. Như vậy để chắc chắn thì chúng ta dùng máy tính mở túi, chúng ta bấm đây menu 1 về 13 bình phương trừ đây cho 4 đúng không nào, nhân cho 11 nhân đây cho mở ngoặc ra âm 1 đóng đơn lại sẽ bằng là 213. 213 sẽ lớn hơn 0 thì chắc chắn thằng này sẽ có hai nghiệm phân biệt. Hiểu chưa? Ok. Đó. Rồi, tiếp tục. Ở câu B, ở đây sẽ là hệ số A ta là 9, hệ số B ta là 42 và hệ số C ta là 49. Như vậy ở đây chúng ta tính delta B bình phương là 42 bình phương trừ 4 nhân cho 9 nhân cho 49 sẽ bằng. Tính nhẩm không nổi thì chúng ta sẽ dùng máy tính, ta bấm 42 bình phương trừ 4 nhân 9 nhân cho 49 sẽ bằng 0. Như vậy có nghiệm kép này, nghiệm kép chắc chắn là như vậy. Còn ở câu C, hệ số A chúng ta là bằng 1, hệ số B chúng ta là bằng mấy nha, hệ số B chúng ta bằng âm 2 và hệ số C chúng ta bằng 3. Nhưng mà suy ra delta chúng ta sẽ bằng là hệ số B là âm 2 bình phương, nhớ có đóng ngoặc ngoặc nha, trừ 4 nhân A nhân C. Như vậy ở đây ra là 4 trừ cho 12 là bằng âm 8 nhỏ hơn 0, vô nghiệm. Thằng này có hai nghiệm này. Như vậy câu A chúng ta có hai nghiệm phân biệt, câu B có nghiệm kép và câu C là vô nghiệm. Vậy thôi, vô nghiệm nghĩa là không có nghiệm đó. Ok, hiểu chưa? Đây nghe, chúng ta hiểu rồi, nó rất là đơn giản. Cái cơ bản là phải thuộc công thức nha, được chưa nào?
Rồi, thầy sẽ quay cho em một bài nữa, là bài cuối cùng trong clip hôm nay, là bài 11, được chưa? Ok, ta có bài 11 nha. Học toán này không vội được em, không vội được tại vì cuối năm nay á, chúng ta có kỳ thi cực kỳ quan trọng, đó chính là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nên những cái bài cơ bản chúng ta phải chắc em nha. Người ta yêu cầu em là dùng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 giải các phương trình sau A, B, C. Thì cái này cực kỳ dễ. Ta có câu A này. Ta xác định hệ số A, B, C. Ở đây chúng ta có thể tính đối với bài này này. Chúng ta có thể tính delta phải được, tại vì hệ số B chúng ta là chẵn. Nhưng mà ở đây thầy sử dụng công thức nghiệm nên thầy sẽ sử dụng delta. Như vậy hệ số A chúng ta là bằng 1, đúng không? Người ta không ghi nghĩa là 1. Hệ số B trong quá trình làm ta không cần phải liệt kê ABC ra. Khi nào người ta hỏi thì chúng ta mới liệt kê, cũng không thì thôi. Nhưng mà ở đây do thầy giảng online nên là bắt buộc phải chỉ ra để chúng ta thấy. Hệ số A này, cái dấu trừ ở đây là của nó luôn, nên là hệ số B chúng ta là âm 2 căn 2 của 5 nha. Hệ số C là 2. Nhưng mà khi đó chúng ta tính delta theo công thức ta là nhớ này, B bình phương trừ 4AC. Như vậy ở đây chúng ta thế vô là âm 2 căn 2 của 5 tất cả bình phương này, nhớ phải có đóng mở ngoặc. Trừ 4 nhân A ta là 1, nhân C là 2. Như vậy delta của chúng ta ở đây âm bình phương là ra dương, 2 bình phương là 4, 4 nhân cho 5 ở đây là bằng 20. Trừ cho mấy? Trừ cho 8 thì kết quả đây bằng 12. Được, đúng không? 12 thì thằng này lớn hơn 0. Lớn hơn 0 thì chứng tỏ nó chỉ có hai nghiệm phân biệt. Như vậy khi đó x1 này sẽ bằng là gì? Trừ B, nghĩa là trừ cho trừ 2 căn 2 của 5 cộng cho căn 2 của delta là căn 2 của 12 chia cho 2A, 2 nhân 1. Như vậy trừ trừ thành cộng là bằng 2 căn 2 của 5. Căn bậc 2 của 12 thì chúng ta đưa về, nhớ này, chúng ta học về căn rồi, căn 2 12 thì thằng 12 này bằng 4 nhân 3, thì chúng ta đưa về là 2 căn 2 của 3, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta cộng cho 2 căn 2 của 3 chia cho 2, chứng tỏ số 2 này rút gọn thì bằng căn 2 của 5 cộng căn 2 của 3. Đúng chưa? Như vậy x2 sẽ bằng ở đây là trừ cho trừ 2 căn 2 của 5, cũng là trừ B, và trừ căn 2 của delta chia đây cho 2 nhân 1. Như vậy sau khi chúng ta tính là bằng căn 2 của 5 trừ 2 căn 2 của 3 chia 2, thì kết quả ở đây sẽ bằng là căn 2 của 5 trừ căn 2 của 3. Sau khi chúng ta tính rồi nha, kinh nghiệm làm bài những dạng này thì chúng ta nên dùng máy tính tao kiểm tra lại. Ta bấm menu 922. Ta bấm vô là 1. Bấm vô bằng. Trừ 2 căn bậc 2 của 5. Chúng ta đóng ngoặc lại, chúng ta bấm vô bằng. Ta bấm số 2. Đây. X1 ra này, thấy chưa? Trong máy tính nó không bao giờ làm sai được, từ khi chúng ta nhập số liệu sai thôi. Chứ còn trong máy tính thì nó đã mặc định cái phần mềm đó rồi. Từ khi chúng ta nhập số liệu sai thôi các em nha. Đó. Nghiệm thứ nhất và nghiệm thứ hai này, đây là giá trị nhỏ nhất thì kệ nó, ta đừng quan tâm nha. Đó, nghiệm thứ nhất này, nghiệm thứ hai này. Nhưng mà chứng tỏ là thầy đã giải cho em là cực kỳ chính xác, em hiểu chưa? Câu A xong rồi đó, ta đi sang câu B. Câu B của chúng ta cái hệ số A, B, C. A ta bằng 4, B bằng 28 và C là bằng 49. Như vậy bây giờ chúng ta đến delta. Delta bằng B bình phương là 28 bình phương trừ cho 4 nhân cho A là 4 nhân cho C là 49 sẽ bằng. Số hơi lớn nên chúng ta nên dùng máy tính bỏ túi, chúng ta sẽ bấm 28 bình phương. Đây. Menu 1. 28 bình phương trừ cho 4 nhân 4 nhân 49 sẽ bằng 0. Chứng tỏ cái phương trình này có nghiệm kép này. Nghiệm kép thì khi đó x1 sẽ bằng x2, bắt buộc phải thuộc công thức thôi, chứ nhờ một cách nào khác cả. Nếu mà theo công thức là bằng trừ B trên 2A. Như vậy B chúng ta là trừ 28, 2A 4 ở đây là âm 28 phần 8. Ở đây chúng ta chia 2, ở đây chia 2, ở đây chia 4 luôn, thì bằng âm 7 phần 2. Nghiệm kép anh em. Vậy thôi, có đâu mà phải lăn tăn, rồi đúng không? Ok, đó chính là câu B nha. Thì bây giờ chúng ta cũng nên kiểm tra thầy cái phương trình này thử đúng hay không.
ta bấm menu 922. Ở đây là nhập vô 4 28 49. Đây có nghiệm kép này, âm 7/2, chính xác chưa? Quá chính xác luôn. Ok, ta đi sang câu C nha. Rồi ta đi sang câu C. Câu C ở đây thì thầy gặp cái này qua đây nha. Câu C hệ số A của chúng ta là bằng 3, B là bằng âm 3 căn 2 của 2 và C đây bằng 1. Bây giờ ta tính delta. Ta lấy âm 3 căn 2 bình phương ở đây trừ 4 nhân 3 nhân 1 nghĩa là 4AC này. Như vậy bây giờ chúng ta tính nhẩm này. Đây là 9, đây 2, 9 nhân 2 bằng 18, 18 trừ cho 12 là bằng 6. Cái này lớn hơn không? Chúng ta nó có hai nghiệm phân biệt. Như vậy x1 sẽ bằng là trừ b, nghĩa là trừ cho trừ 3 căn 2 của 2 trừ cộng trước căn 2 của 6 trên 2 nhân, đúng không? 2 nhân cho mấy? A là 3. Đúng chưa? Nhưng mà kết quả này ra được là 3 căn 2 của 6 cộng căn 2 của 6 trên 6, không rút gọn được, cứ để đó. Nếu mà cái em muốn rút gọn á, đấy, để căn 2 của 2 chứ. Nếu căn 2 của 6 thì rút gọn được rồi. Đó. X2 sẽ bằng là trừ cho trừ 3 căn 2 của 2 trừ, chỗ này là trừ căn 2 của 6 trên 2 nhân 3. Như vậy ra được là 3 căn 2 của 2 trừ căn 2 của 6 trên 6. Đó. Nghiệm ta nghe. Thì bây giờ chúng ta thử dùng máy tính mới bỏ túi chúng ta bấm thử đúng hay sai nha. Đây. Chỗ này. Menu 922. Ta bấm đây nha. 3 trừ 3 căn 2 của 2 1. Đó. Chính xác chưa? Ok, đấy, hai nghiệm nó này. Đúng không? Cái này là chính là cái này này. Chứ không phải nói thầy làm sai đâu nha. Cái này chính là cái này. Có điều ở người ta hoán đổi vị trí cho nhau thôi, nghĩa là người ta viết căn 2 của 6 ra trước. Còn ở dưới đây là cái này này. Người ta viết âm căn 2 của 6 cộng, ngay chỗ đây người ta không viết nghĩa là dấu cộng này. Ngay chỗ đây này. Ngay chỗ đây này. Hiểu chưa? Vậy thôi. Ok. Đây nghe. Câu A này. Câu B, ta nhìn lại câu A câu B. Thầy đang bị sổ mũi nha. Mà ông phải ráng dạy cho em này. Đang bị ốm á. Cứ hít hít miếc, chúng ta nghe cũng hơi khó chịu đúng không? Giờ không hít thì nó chảy xuống. Khổ vậy em. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em 4 bài còn lại. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.